lời Chúa theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi Cô-ra-đin! Khốn cho các ngươi, hỡi Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi, mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 1992, có hai người đàn ông tiệp khắc ở tuổi 30 đã mời bà con bạn bè tới dự lễ thành hôn của họ. Trước sự chứng kiến của hai ba mẹ, bà con bạn bè và hai họ, hai người đàn ông này đã trao nhẫn cho nhau và hôn nhau. Sau đó, mọi người đưa nhau đi dự tiệc cưới tại câu lạc bộ của những người đồng tính luyến ái. Ngay lập tức, tòa tổng giáo mục tiệp khắc đã ra thông cáo lên án sự kiện và cảnh giác các tín hữu về tệ nạn đang làm băng hoại nền luân lý của xã hội ngày nay. Quả thật, văn minh càng tiến bộ thì nó càng lôi kéo con người đến chỗ sa đọa, cũng như hủy hoại nền tảng của gia đình và xã hội. Ngay từ thời xa xưa, các tiên tri trong Cựu Ước cũng đã thấy được hiểm họa ấy. Và việc trút giữ các đô thị là một trong những đề tài nổi bật trong lời rao giảng của các ngài. Các thành Sodoma, Gomorra, Babylon, Tyro, Sidon là những đối tượng của những lời rủa xả nặng nề nhất của các tiên tri. Những đô thị lớn này không những là nơi phát sinh những sa đọa luân lý, mà còn là biểu tượng của óc tự mãn, là sự tôn thờ ngẫu tượng của con người. Chúa Giêsu cũng đã tiếp tục truyền thống tiên tri ấy khi người lên tiếng chúc giữ những thành phố ven biển như Bethsaida, Capharnaum. Cuộc sống vật chất sung túc của họ làm cho con người sa đọa và chối bỏ mối tương quan với đấng tạo hóa. Con người được tạo dựng không phải để sống đơn độc một mình, nhưng chỉ trong tương quan với tha nhân, con người mới được nên hoàn toàn. Do đó, gia đình, xã hội là nhân tố thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của con người. Làng mạc, thành phố, đô thị tự nó là phương tiện cần thiết để con người xây dựng các mối tương quan và nhờ đó phát triển nhân cách. Tuy nhiên, thay vì giúp cho con người phát triển thì các đô thị lại thường dẫn lối con người đến nỗi cô đơn và chối bỏ tương quan với Thiên Chúa. Sự trống rỗng trong lòng dân đô thị cũng là dấu chỉ sự vắng bóng của Thiên Chúa. Kinh Thánh không ngừng nhắc nhở cho con người biết rằng chỉ trong Thiên Chúa, con người mới có thể tạo ra những mối tương quan đích thực. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người không chỉ rơi vào sa đọa mà còn cắt đứt mối tương quan với tha nhân. Lắng nghe lời của Thiên Chúa, đó là bí quyết để xây dựng cuộc sống xã hội, thắt chặt quan hệ với tha nhân và nên thành toàn. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ cho chúng ta trong đoạn cuối của đài Tin Mừng hôm nay. Con người không thể xây dựng một xã hội tốt đẹp nếu loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị thiêng liêng ra khỏi cuộc sống. Nguyện cho lời Chúa hôm nay luôn soi sáng, hướng dẫn chúng con để xây dựng xã hội. Chúng con biết đặt Chúa vào trọng tâm của cuộc sống. Đồng thời, xin cho chúng con cũng luôn biết sẵn sàng tuân theo lời chỉ dạy của Thiên Thần bản mệnh qua tiếng nói nơi lương tâm của mình. Amen.